Kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tiếng Đạt của em. Kính chúc quý khán giả có một buổi sáng dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Hôm nay chia sẻ cùng quý khán giả một cái thông tin nóng được đăng trên trang báo Thanh Niên về cô ca sĩ Angela Phương Trinh. Nhưng trước khi đi vào cái thông tin này đó, thì chúng ta cùng nhìn nhận lại trong cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Kính thưa tất cả quý khán giả, từ khi bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng tố cáo vạch trần và cái vấn đề chữa bệnh của ông thằng Y Lăng Băm và lừa đảo gia đình bà với cái số tiền là hàng trăm tỷ đồng, thì lần lượt sau đó bà Hằng có gọi ông Hề 14 tuổi, em lên tiếng đi em, lên tiếng giùm người nghèo đi em, Lăng Băm có chữa hết bệnh hay không. Thì quý khán giả thấy rất nhiều những cái tài khoản Facebook mang cái tích xanh đi bình luận trên các cái thông tin trên mạng xã hội đó, cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đụng đến nghệ sĩ là đụng đến ổ kiến lửa. Và chẳng những là câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng đâu, trước đây thì chúng ta thấy một số nghệ sĩ cũng đã từng phát ngôn đau to búa lớn. Tôi đặt điển hình như là MC Thích Khóc Nhà nè. Thì sau khi cái cô bé chia sẻ cái bài đăng không đúng sự thật đó, thì dắt luật sư đến tận nhà người ta luôn, dắt luật sư đến tận nhà luôn. Và tiếp theo đó là cái vụ Duy Nguyễn phát ngôn liên quan đến một cố ca sĩ mà qua đời đó. Anh này nói là anh sao không xem hài của đó mà chỉ xem hài của Văn Sơn. Thì không biết sao mà rất nhiều người kéo đến nhà của Duy Nguyễn ha. Và trong đây cũng có một cái anh hiệp sĩ, anh tặng cho Duy Nguyễn là cuốn sách giáo dục công dân. Và cùng với đó đó thì một số cái diễn viên nhỏ nhỏ thôi, không có được nổi tiếng, thì cũng lên binh vực đàn anh đàn chị, cũng theo cho nó giống, theo cho nó kịp, là đi lên quay những video và có những cái bài đăng chửi bới xúc phạm rất nhiều vào phía gia đình của bà Hằng. Có người thì kêu bà Hằng là con đờ này con đờ nọ nữa. Nhưng mà nhiều khi là bà Hằng bà không có quan tâm, không có chú ý, mà có rất nhiều chửi, rất nhiều người, chứ không phải là một hai người ha. Tại vì ông Hề 14 tuổi đã bị bà Hằng lật mặt về cái số tiền hơn 14 tỷ đồng mà ông này đã biển thủ trong suốt hơn 6-7 tháng trời mà không giải ngân. Mà sau khi bà Hằng kêu lên tiếng như vậy thì lẽ ra thì một số người phải cảm ơn bà Hằng chứ. Nếu bà Hằng bà không kêu lên như vậy thì bà làm cái đơn bà gửi đến cơ quan chức năng mà người ta vào cuộc đó, thì quý khán giả biết cái chuyện gì xảy ra. Và thậm chí bây giờ không biết ông Hề 14 tuổi ông về được chưa nữa. Cái đó là tôi nói thật à. Nhưng mà song song với cái hành động đó thì họ thể hiện nha. Trong đây cũng có anh Đờm rồi này kia, anh làm gì vậy? Làm gì như là nằm dưới cầm giường nhà người ta vậy? Và không phải là mới đây, ảnh là trước kia đã từng mở cái live stream lên là để đôi co với Antifan của mình. Và ảnh cho rằng là khẳng định là sẽ biến thành ma, cũng về cào nhà người ta, đụng đến ảnh, đụng đến vùng đất cấm này nọ nọ kia, đủ thứ ha, vân vân. Thì có một số người người ta rất là bức xúc, đặc biệt hơn là trong cái khoảng thời gian gần đây là liên quan đến cái bộ đồ, thì chắc quý khán giả cũng đã biết cái chuyện này ha. Thì khi câu chuyện đến anh Đờm chưa lắng xuống thì tới là Usain Ngọc Mai. Và sau Usain Ngọc Mai thì dư luận đang khá là ồn ào, thì tiếp tục xuất hiện một cô diễn viên ca sĩ Angela Phương Trinh. Và hôm qua thì quanh phía cái trang báo vietnam.net thì có lên một cái bài này cho quý khán giả, người ta cũng gọi thẳng mặt, đặt thẳng tên rồi. Nhưng mà mình thấy lạ lạ, tại vì sao mà chỉ có riêng cái trang báo vietnam.net? Rẽ ra thì những cái thông tin tiêu cực thì có nhiều cái trang báo chính thống người ta đưa chứ. Mà đến tặng lúc vào cái buổi tối đó, thì đây, quý khán giả thấy trên cái bài báo Thanh Niên, số ra là lúc 22 giờ 7 phút ngày 1 tháng 6 năm 2024 là có cái tiêu đề là tài khoản Angela Phương Trinh đăng bài lọc ngôn ha. Người ta gọi là cái từ là lọc ngôn luôn. Quý khán giả thấy người ta gọi cái từ lọc ngôn là không hề đơn giản ha. Mà mình là một nghệ sĩ, là một diễn viên, mà mình để lên trên truyền thông báo chí những cái thông tin như thế này thì thật chặt nó không có hay. Tại vì cái fan hâm mộ đó ảnh hưởng đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến cái fan hâm mộ của mình là cực là lớn. Quý khán giả thấy như Ngọc Trinh không? Bóc đầu ô tô nè, bóc đầu xe mô tô nè, không có giấy phép lái xe biểu diễn nè. Và người ta xử lý rất là nghiêm. Mà sao Ngọc Trinh thì quý khán giả thấy trẻ trâu trôi trôi đó, nó làm nhóc hết trơn, cũng lần lượt bị cơ quan chức năng xử lý. Và dư luận bây giờ người ta đang rất cần một cái sự xử lý nghiêm minh từ phía cơ quan chức năng cho cái cô ca sĩ là Angela Phương Trinh này. Tôi thật sự khi tôi đọc mấy cái bài báo này, quý khán giả, tôi cảm thấy tôi lo lắng cho cô ấy quá. Mà không phải là riêng câu này đâu, phải chăng trước kia đó, tôi nói thật luôn, trước kia phải xử là cái con mắm tôm chứ. Mới thật sự tôi mới rất là đồng tình luôn á. Đây, tài phản Angela Phương Trinh ha, đăng bài lộng ngôn nè, cư dân mạng muốn xử lý nghiêm. Những bài viết gần đây trên trang cá nhân của Angela Phương Trinh khiến cư dân mạng bất bình
À, người ta bất bình mà người ta phản ánh, người ta phẫn nộ biết bao nhiêu luôn chứ. Bây giờ người ta vô cái trang Facebook cá nhân cô này, tôi thấy toàn là bây giờ thả những cái bình luận phẫn nộ không. Đây người ta đưa lên cái hình ảnh và ta để Angela Phương Trinh từng bị xử phạt, từng bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về việc chữa bệnh Covid-19 bằng dung đất hồi năm 2021. Thì người ta đưa mà người ta kèm theo cái thông tin là xử phạt cô này 7,5 triệu đồng thì tôi thấy là lành ít dữ nhiều đối với khán giả, chứ không hề đơn giản ha. Những ngày gần đây thì lọt là bài viết trên mạng xã hội, trên trang cá nhân á, có hơn 2,2 triệu lượt theo dõi của diễn viên Angela Phương Trinh liên tục vấp phải những ý kiến trái chiều khiến nhiều người cảm thấy bất bình. Theo ghi nhận của chúng tôi đó, chúng tôi là phóng viên đó, các dòng trạng thái được viết với thái độ mỉa mai, gây gắt dành cho một vài cá nhân, tổ chức dành cho cá nhân còn đỡ, mà dành cho tổ chức cái đó mới nghiêm trọng. Quý khán giả biết như cái tội 331 đó là không có bị hại, bị hại là tổ chức của nhà nước nha. Mà ở đây mà phát ngôn mà liên quan đến vấn đề Phật giáo, tôn giáo đó là tôi nói quý khán giả rất là nguy hiểm, chứ không hề đơn giản đâu. Phát ngôn gây gắt mỉa mai nè, dành cho một vài cá nhân, tổ chức, gọi những quan điểm đi ngược lại với mình là truyền thông bẩn, là giặc ha. Gọi là truyền thông bẩn và giặc, hay là khiến khán giả phẫn nộ. Cư dân mạng cho rằng là người nổi tiếng đó thì nữ diễn viên chính nít đó cần cẩn thận, cẩn trọng trong việc đăng tải trên trang cá nhân, gây ảnh hưởng đến dư luận. Đúng rồi, mình nổi tiếng nó khó lắm quý khán giả. Mình cái nhất cử nhất động mình được rất nhiều người ta quan tâm. Một tài khoản bình luận á, mình hỏi thật bạn xứng đáng là một nghệ sĩ hả? Lời lẽ của bạn nói ra cảm nhận thế nào? Người khác xem á, người xem khác á, nêu quan điểm là một diễn viên có tên tuổi mà phát ngôn bừa bãi, tầm thường quá. Đây người ta cũng để cái hình cô này đó ha. Liên tục đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi, Angela Phương Trinh khiến làn sóng phẫn nộ ngày càng nhiều. Vì Angela Phương Trinh là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng với khán giả trẻ đó, không ít khán giả cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm trường hợp của nữ diễn viên bà mẹ nhí để làm gương. Tài phản NN thì nêu quan điểm mong pháp lực vào cuộc xử lý ngay cô Angela Phương Trinh phát ngôn bừa bãi. Chúng tôi liên hệ với Angela Phương Trinh nhưng nữ diễn viên không phản hồi nha. Cái này là phóng viên báo Tuổi Trẻ người ta có liên hệ rồi ha, nhưng mà bên kia thì không có phản hồi. Mà sao lúc đầu thì ngon lành lắm mà sao bây giờ là từ chối truyền thông báo chí? Tôi nói những người này là người ta thích nổi tiếng lắm, nghệ sĩ người ta thích diễn viên rồi này kia, thích lên báo lên truyền thông lắm, ta rất là thích. Nhưng mà sau khi mà có việc cần thì phóng viên liên hệ đó, thì quý khán giả thấy là lần lượt không có ai trả lời, cho kể cả ông thằng Y cũng vậy. Thực tế những năm gần đây á thì Angela Phương Trinh gần đây là Angela Phương Trinh không hoạt động nghệ thuật quá sôi nổi. Thay vào đó, cô thỉnh thoảng xuất hiện tại một sự kiện, đồng thời đó là tập trung cho việc live stream bán hàng online. Cô nhiều lần khiến cư dân mạng phẫn nộ vì những phát ngôn gây tranh cãi, từng bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 bằng dung đất ha. Đấy quý khán giả thấy ở trên ta để hình ảnh và ta kèm theo, và dưới này ta cũng kèm theo là cái số tiền 7,5 triệu đồng. Thì thêm một lần nữa cho chúng ta thấy là tình hình của cô Angela này bây giờ là phải nói là rất là căng thẳng đó quý khán giả, chứ không hề đơn giản đâu nha. Cái gì mình nói chơi được, chứ liên quan đến tôn giáo Phật giáo thì mình không thể nào mà mình phát ngôn bằng một cách bừa bãi như vậy. Khi người ta đâu có đụng chạm gì tới mình đâu, đúng không? Bà cô này tôi nói thật luôn, cô binh vực ông thầy Thích Chân Quang đó bằng một cách bất chấp. Mà vừa rồi thì bên phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì ta cũng lên tiếng về cái vấn đề này rồi nha. Thì bây giờ mình chờ cái cơ quan chức năng người ta xem xét, người ta xử lý như thế nào đó. Còn bây giờ thì dư luận người ta nhắm cái mũi dùi vào mình, người ta phẫn nộ như vậy thì chắc chắn rằng mình có cái hành vi gì đó sai trái, người ta mới phản ánh mình. Chứ bây giờ mình không sai trái, ta lên ta phản ánh mình chi. Nhưng mà thêm một lần á, mình thấy như vậy, tất cả những người này họ sẵn sàng, họ đối chất và sẵn sàng, họ chửi bới, sẵn sàng xúc phạm với bất cứ một ai không đồng quan điểm với họ nha. Và kể cả cái câu chuyện của nhà người ta luôn, mà những người này cũng bay vô kiếm chuyện, cũng môi móc của nó này nó kia, vô như cô ca sĩ Bông Lan Trứng Muối cũng vậy nha. Ai không đồng quan điểm thì cô đó là truyền thông bẩn,
mà cô cho rằng bản thân mình là sạch. Nhưng mà sạch thế nào thì ngày hôm nay lên trên báo thì quý khán giả cũng đã biết rồi ha. Như vậy thì đã xong rồi đó. Đó, bây giờ là nghệ sĩ ta xuất hiện trên sân khấu, trên truyền thông, mà nghệ sĩ xuất hiện ở tòa án, ở cơ quan chức năng để làm việc không, chỗ này chết rồi. Trời ơi, nghệ sĩ mà hành xử kiểu này, tôi nói thật cho quý khán giả đó, ảnh hưởng rất lớn nha. Mình là người nổi tiếng thì qua cái vụ việc của Ngọc Trinh đó là cũng là một cái bài học thích đáng ha, là cho một số người là muốn mà ảo tưởng về cái sức mạnh của mình. Bây giờ mình biết chạy xe là vi phạm rồi này kia cái nọ, không có giấy phép lái xe hoặc là không có xe, không có giấy tờ, là mình biết cái đó là sai rồi, nhưng mà mình vẫn làm vì mình cứ nghĩ đó là chỉ là cái hành động là phạt hành chính thôi. Nhưng mà không đâu, bây giờ rất là khó lắm quý khán giả, khó lắm nha. Mà mình thấy là chỉ là qua cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng nha, thì hầu như là nghệ sĩ người ta là cảm thấy là người ta quan tâm đến nghệ sĩ rất nhiều đó, mọi cái nhất cử nhất động. Tại vì mình quan tâm nhiều nè, bây giờ mình mới biết họ rất nhiều cái sai. Còn lúc trước thì nhiều khi chúng ta cũng ưu ái cho họ, chúng ta dành quá nhiều cái tình cảm, rồi nhiều khi những cái nhất cử nhất động của họ mình không quan tâm. Đó, bây giờ khi mình quay lại mình chú ý đến thì mình phải nói thật sự rất là khủng khiếp ha. Mà liên quan đến cái câu chuyện này thì tôi mong rằng cơ quan chức năng có một cái xử lý nghiêm minh thỏa đáng ha. Tại vì nó liên quan đến phần công giáo, phát ngôn liên quan đến công giáo thì không hề đơn giản đâu nha. Để bên công giáo, bên Phật giáo rồi này kia nó nhạy cảm lắm. Mình không nên người nổi tiếng nữa phát ngôn như vậy thì người ta nói này nói nọ nữa, đủ thứ chuyện trên đời chân á. Và một số các đối tượng, các thế lực thù địch đó, nó dịnh theo câu chuyện này, nó bị ra thêm rất là nhiều thứ nữa, đúng không? Rồi thấy bà Hằng bà giàu có, bà cũng nổi tiếng vậy mà bà sai, người ta cũng xử lý bà bình thường. Rồi vừa rồi là cũng Ngọc Trinh nữa đó. Mà bây giờ câu chuyện những người này mà tôi nói quý khán giả không xử lý nghiêm, họ có sợ đâu. Tại họ nhiều lần như vậy rồi, chưa chắc gì họ sợ. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả nha. Tôi thấy tình hình này tôi thấy căng lắm mà, không phải đơn giản đâu nha, không có đơn giản cho anh Gala đâu. Rồi tôi chúc anh Gala có được nhiều sức khỏe nha. Tôi thấy tình hình là như dây đàn rồi đó. Rồi bye bye quý khán giả ơi, bye bye.